Vào lúc 9 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện Sistina và ban bí tích rửa tội cho 34 trẻ em nam nữ. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 4 tổng giám mục và giám mục. Tham dự thánh lễ có 280 người thân của các gia đình có con em được rửa tội. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc đưa con đi lãnh bí tích rửa tội là bước đầu trong nhiệm vụ của cha mẹ là thông truyền đức tin cho con cái. Để có thể thông truyền đức tin là ơn của Chúa Thánh Thần, anh chị em đưa con tới để được rửa tội, để các em được nhận lấy Chúa Thánh Thần, nhận lấy Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần sẽ ngự trong trái tim các em. Nêu bật kiểu cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói, việc thông truyền đức tin chỉ có thể được làm trong ngôn ngữ mẹ đẻ, trong tiếng bản ngữ của mỗi gia đình, trong ngôn ngữ của cha, của mẹ, của ông, của bà. Nhiệm vụ của anh chị em là thông truyền đức tin, nhưng thông truyền với ngôn ngữ riêng của tình yêu thương trong nhà của anh chị em. Tiếp đến sẽ có các giáo lý viên giúp khai triển việc thông truyền đức tin đó với các tư tưởng và những giải thích. Các trẻ em trong lúc này ngoan ngoãn, không lên tiếng, nhưng chỉ cần một em khóc là có dàn nhạc tiếp theo ngay. Nhưng đó là ngôn ngữ riêng của các trẻ em. Chúng ta đừng quên là Chúa Giêsu dạy chúng ta phải như các trẻ em. Các trẻ em nói thứ ngôn ngữ của chúng như chúng có thể, nhưng đó là thứ ngôn ngữ Chúa Giêsu ưa thích. Và trong lời cầu nguyện của mình, anh chị em cũng hãy đơn sơ như các trẻ em. Hôm nay các em nói với tiếng khóc, ngôn ngữ riêng biệt của cha mẹ là ngôn ngữ của tình yêu giúp thông truyền đức tin, và cha mẹ phải tiếp nhận ngôn ngữ của trẻ em. Nếu các em bắt đầu buổi hòa nhạc thì đó là vì các em không thoải mái, nóng quá hay là đói. Nếu các em đói thì hãy cho các em bú sữa. Đừng sợ gì cả, cứ cho các em ăn, vì đây là ngôn ngữ của tình yêu. Hai trong số 4 vị giám mục đã giúp Đức Thánh Cha sức dầu và trao áo trắng cho các em. Và như Đức Thánh Cha đã nói, nhiều em đã thi nhau khóc trong suốt buổi lễ. Volete dunque che Elisa Anna Claudia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, sì, lo vogliamo. Vogliamo. Elisa Anna Claudia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Davide, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Giuliana Carla Maria riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, sì, lo vogliamo. Giuliana Carla Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra bao lơn dinh tông tòa, đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu. Ngài nói, ngày lễ Chúa chịu phép rửa hôm nay kết thúc mùa Giáng sinh và mời gọi chúng ta nghĩ tới bí tích rửa tội của chúng ta. Chúa Giêsu đã muốn nhận phép rửa do Gioan Tẩy Giả ban trong sông Giô-đan. Đây là phép rửa sám hối. Những người đến lãnh nhận diễn tả ước muốn được thanh tẩy khỏi tội lỗi và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, họ dấn thân bắt đầu một cuộc sống mới. Khi đó chúng ta hiểu sự khiêm nhường lớn lao của Chúa Giêsu, đấng không có tội lại xếp hàng với các kẻ sám hối, lẫn lộn giữa họ để được rửa trong nước sông. Chúa Giêsu khiêm nhường biết bao nhiêu.
Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau. Khi làm như thế, Ngài đã biểu lộ điều chúng ta đã cử hành trong lễ Giáng sinh, sự sẵn sàng của Chúa Giêsu tự dìm mình trong dòng sông nhân loại, nhận lấy trên chính mình các thiếu sót và yếu đuối của loài người, chia sẻ ước muốn của họ được giải thoát và thắng vượt tất cả những gì khiến xa rời Thiên Chúa và trở thành xa lạ với các anh chị em khác. Như tại Bethlehem, cả dọc theo bờ sông Jordan, Thiên Chúa duy trì lời hứa nhận lấy số phận là người, và Chúa Giêsu là dấu chỉ vĩnh viễn có thể sờ mó được. Ngài đã gánh lấy tội lỗi cho tất cả chúng ta trong cuộc sống mọi ngày. Tin mừng hôm nay nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu khi ra khỏi nước đã trông thấy trời mở ra và thần khí xuống trên Ngài như chim bồ câu. Thánh Thần đấng đã hoạt động ngay từ đầu việc tạo dựng và đã hướng dẫn ông Mô-xê và dân Do Thái trong sa mạc, giờ đây xuống tràn đầy trên Đức Giêsu để ban cho Ngài sức mạnh chu toàn sứ mệnh trong thế giới. Chính thần khí là đấng hiện thực việc thanh tẩy của Chúa Giêsu và của cả chúng ta nữa. Ngài mở con mắt trái tim cho sự thật, tất cả sự thật. Ngài thúc đẩy cuộc sống chúng ta trên con đường của lòng bác ái. Ngài là ơn mà Thiên Chúa Cha đã ban cho từng người trong chúng ta trong ngày lãnh bí tích rửa tội. Chính thần khí thông truyền cho chúng ta sự dịu hiền, ơn tha tội của Chúa. Và cũng chính Ngài, thần khí, làm vang lên trong chúng ta lời mặc khải của Thiên Chúa Cha, con là con Cha. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mời gọi Kitô hữu nhớ tới bí tích rửa tội của mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã hỏi mọi người có nhớ ngày rửa tội của mình khi còn nhỏ không? Nếu không biết thì về nhà hỏi mẹ, hỏi bà, hỏi bác, hỏi ông, hỏi cha mẹ đỡ đầu. Chúng ta phải nhớ ngày này vì đó là ngày lễ, là ngày bắt đầu sự thánh hóa của chúng ta, là ngày trong đó Thiên Chúa Cha đã ban Thánh Thần cho chúng ta, là đấng thúc đẩy chúng ta bước đi, là ngày của ơn tha thứ. Xin anh chị em đừng quên hỏi ngày rửa tội của mình nhé. Chúng ta hãy khẩn nài sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria rất thánh để mọi Kitô hữu có thể ngày càng hiểu biết ơn của bí tích rửa tội và dấn thân sống nó trung thực bằng cách làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, Filii, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, ora et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.